Rồi, xin chào anh em, tiếp tục thì em test con đầu cối IK635D nút đỏ đa cầu điện ha, cộng với trái tim của bác khách ở Đà Nẵng nha. Thì, trước khi đến với con cối thì đây, hoạt động hoàn hảo hết rồi, hai chiều, thâu phát tốt. Và bây giờ em sẽ sơ lược cho anh em về còn lại những xương rồi băng nha. Đối với con đầu cối thì em chỉ bán trước tiên là húp theo máy, húp zin này. Trái tim này, còn lại là băng và xương là anh em phải mua nhé, chứ không có kèm theo băng và xương nhé. Riêng băng là 2,5 triệu một cuốn nhé. Còn xương mà 635D á, 635D mà vàng như thế này là xúc xước á, là 1 triệu một cặp nhé. Còn lại 635 635 mà động gold mà gold mà kéo chữ như thế này á, thì nó là 1,5 triệu một cặp này nè, 1,5 triệu nha. Màu vàng, màu trắng, cái dòng này thì nó cao cấp hơn cái xương kia. Rồi kể cả cái xương trắng không có chữ nó cũng vậy nè. Xương này nữa nè, là một thứ nè. Đó, màu xanh, màu trắng. Xương này làm như zin nè. Chất liệu nhôm nó cũng dày hơn nữa ha. Đây thì nó kéo lụa lên vàng, nó này là nhúng anode chứ không phải là sơn. Nha, nhúng anode hết. Đó, 1,5 triệu nè. 1,5 triệu nè. Nhá. Cái này là cũng 1,5 triệu này. Đó, riêng cái dòng mà xương này nè, chữ màu đen đậm á, là 1 triệu anh em nhé. Ở đây thì em có băng chế linh, đang có cuốn chế linh, chế linh 1 và chế linh 2 tinh bơ bơ đó nè, là một cuốn, một cuốn kim đằng này, kim đằng 1 nè, kim đằng 1 và kim đằng 2 là một cuốn nha. Đó, rồi với thanh tuyền thì thanh tuyền 1 và thanh tuyền 2 nó sẽ là một cuốn. Ở đây thành tiền em còn 3 cuốn nha, chứ Linh thì mới bán cuốn ngày hôm qua rồi. Đó. Băng không là 2,5 triệu anh em nha. Rồi anh em muốn mua thêm xương thì em mới quấn vô được nha. Đây là nó đang hát chiều bên phải nha. Cái cuốn này là thanh chơi Linh nè. Giờ em đảo chiều nè. Bấm chúng ta phải chờ nó chút xíu ha, nó nhảy. Đó, đây là chiều ngược lại, ok hết nè. Máy rất đẹp nha. Ruột gan là 7 màu hết anh em nha. Rồi, mở lớn tí nè. Rồi đảo này. Con ấm thư em đành quên cả sao em. Kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Thân tình cao. Đó, em nhìn xuống là sắc si 7 màu hết nha. Con đa cầu điện sắc si 7 màu. Đôi mắt nó lùa sao. Hôm nay nó hơi tối anh em nha. Đây. Anh về. Đó, điểm sắc si trực tiếp vô nè. Sáng giới nè, 7 màu nè. Đó anh em thấy không? Cả nền trang giấy mộng xanh. Máy cực kỳ đẹp nha. Gom cả áo lạnh ngày xưa. Anh lên ra đông thành con tan. Cho người xưa khỏi phân vân. Khi ngồi đan áo cho mới, khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Rồi chúng ta gác vào nha. Em ơi, kết rồi, em rồi, chẳng còn chi rồi. Những con máy mà giữ được trái tim còn là ok lắm rồi anh em nha, nó phải có vết xước, vết trầy và vết nứt nha, tại nó là Mika, mà nó là Mika theo máy là cũng phải 40-50 năm rồi.
mà có mấy ca có cái tim này không đã hết 2,5 triệu rồi. Tôi thề à, cái tim đã 2,5 triệu rồi anh em nhé. Yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài, bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người. Rồi, đây là cơ bản thì em test để ngày mai đóng gói gửi cho bác khách nha. Thì tới đây em cũng xin kết thúc, và anh em nào có nhu cầu băng và xương thì alo cho em nhé, qua số điện thoại 0343612445. Tới đây xin kết thúc và xin cảm ơn em rất nhiều.